Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2016, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bộ trường kỷ đại gỗ lim xanh. Bộ này bộ đại dày 2m2, mặt ván dày 3 phân động và toàn bộ 3 cái vách là dày 3 phân 2. Và chúng tôi được đục chạm rất là tinh xảo và sắc nét. Đây là bộ trường chúng tôi đã hoàn thiện và sơn PU bóng mờ rất đẹp, nổi vân gỗ rất là đẹp và đặc sắc. Riêng một cái trường này có thể một cái trường dài phải 4 người khênh mới được, rất là nặng. Bộ trường này gồm 5 món, 2 trường dài 1 bàn và 1 đôn cao nối liền với bàn và 1 đôn thấp cao bằng ghế. Đây sẽ đuổi toàn bộ vân rất là đẹp, làm chất liệu lim xanh. Một chiếc bàn kẹp nối liền với cái bàn rất là tiện. Đây chúng tôi giới thiệu là 2 đôi lân mẫu tử được làm chất liệu gỗ hương đá. Bộ này vân rất đẹp và chúng tôi còn rất nhiều những bộ giống như này. Quý vị có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ hoặc gửi tin nhắn qua Zalo cho chúng tôi hoặc Facebook là Đồ Gỗ Thành Luân qua 2 số điện thoại đây. Chiếc đôn thấp này có kích thước là cao bằng cái mặt ghế và vuông 40. Và bàn là bàn đại. Bàn tôi là 60x1m27. Và bàn tôi là làm 9 chỉ. Đây quý vị có xem đọc 9 chỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chỉ. Và ghế chúng tôi là 11 chỉ. Đây quý vị xem. Đếm đủ 11 chỉ. Ghế này là 11 chỉ. À, rất là dày. Chân rất là to, chắc chắn và khỏe. Và đặc điểm của bộ này là nó chất gỗ lim rất là nặng và vân gỗ rất là đẹp. Quay đi quay lại, càng quay càng nhìn càng đẹp. Đặc biệt là cái bàn vân rất là đẹp. Gỗ Thành Luân xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý vị. Quay xe đi nhé. Quay ngắn, quay dài quá người ta đi xem hết. Hết đấy. Xin chào quý vị.